Thưa quý vị, trong xã hội hiện đại ngày nay thì chúng ta chứng kiến nhiều bà mẹ đơn thân, dù một thân một mình nhưng vẫn chèo lái được gia đình bé nhỏ và gây dựng sự nghiệp thành công và khiến cho nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bên cạnh những bà mẹ thành công ấy thì vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh, còn nhiều lắm những số phận người phụ nữ sống trong nghèo khó và nước mắt. Luôn đau đáu một điều rằng phải làm sao để bù đắp cho con, khi mà sự khó khăn trong cuộc sống luôn đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Chúng ta có thể hiểu được rằng để làm một người mẹ đơn thân thì không hề dễ dàng, đúng không ạ? Vâng, luôn có một câu hỏi là ở vậy hay là đi bước nữa? Có lẽ đó chính là câu hỏi mà rất nhiều người phụ nữ đơn thân đã từng trăn trở, mải miết với nỗi lo cơm áo. Nhiều người trong số họ đã chấp nhận hy sinh cả tuổi thanh xuân để lo lắng cho con cái của mình trưởng thành. Với nhiều người phụ nữ thì dịp mùng 8 tháng 3 hàng năm là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc khi mà nhận được sự quan tâm động viên từ những người đàn ông của mình. Tuy nhiên thì có những người không được may mắn như vậy, nhưng họ cũng đã cùng tụ lại với nhau, động viên và giúp nhau vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và trong câu chuyện buổi sáng ngày 8 tháng 3 ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng với phóng viên của chương trình tìm đến những con người đặc biệt như thế. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi đã chọn đến thăm những chị em phụ nữ của hợp tác xã đơn thân nằm dưới chân núi Đôi, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Mặc dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng tự chung lại thì những chị em phụ nữ trong hợp tác xã đơn thân vẫn luôn vui sống, lạc quan và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Từ lâu các chị em hợp tác xã đơn thân Tân Minh đã quen với những công việc nặng nhọc mà không có đàn ông giúp đỡ. Từ việc mắc đường điện, chặt tre, chằng buộc xào, làm nấm, cho tới tất thảy các công việc đồng áng đều được làm bởi bàn tay phụ nữ. Không một lời than vãn, cũng chẳng trách cứ số phận, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn mong muốn có sự chở che. Đây là chị Nguyễn Thị Tiếp, chồng chị đã mất từ lâu. Mấy chục năm nay chị ở vậy nuôi con, hoàn cảnh neo đơn, vừa gắng làm cha lại vừa gắng làm mẹ gánh vác gia đình cho đến khi con cái trưởng thành. Giờ đây khi con cái đã lớn, chị ở một mình và trở thành hội viên tích cực trong hợp tác xã đơn thân. Bây giờ xã hội bây giờ nó khác. Ngày xưa là tôi không thể đi bước nữa là vì mình có con. Thì rất nghĩ khổ tâm là mình có con rồi mà đến với người khác người ta có thông cảm với con mình không? Thế mà để con anh con tôi thì nó rất khó. Thế về những cái thời gian nó hoàn cảnh nó thống thiếu đi làm vất vả chứ không còn nghĩ đến cái tình cảm riêng cho mình. Mà chỉ muốn nghĩ là làm sao mình làm được cái gì để nuôi con mình ăn học. Thế thôi chứ còn không nghĩ. Đến khi về già mình thấy sống một mình đơn thân đơn côi này thì mình nghĩ thì đã quá muộn rồi. Cũng giống như chị Tiếp, hơn 100 phụ nữ đơn thân với nhiều hoàn cảnh không may tương tự đã cùng nhau gắn kết trong hợp tác xã, chia sẻ những khó khăn, vui buồn của cuộc sống. Ngoài ra, hợp tác xã còn tổ chức lập đội văn nghệ đi biểu diễn giao lưu khắp các xã thị trấn trên địa bàn. Những mặc cảm, tự ti về số phận không may được xóa nhòa, thay vào đó là niềm tin vào cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hạnh. Hiện nay thì chị Hạnh là chủ nhiệm của Hợp tác xã Phụ nữ Đơn Thân Tân Minh. Xin chào chị Hạnh. Chị Hạnh ơi, bây giờ thì Hợp tác xã Phụ nữ Đơn Thân của mình đang có bao nhiêu thành viên ạ? Hợp tác xã Phụ nữ Đơn Thân của chúng tôi gồm có 116 thành viên. Vâng, thì 116 người là đã đang sinh sống ở xã Tân Minh của mình hay là còn những nơi nào khác? Không ạ, có 116 chị em vẫn sống ở trong xã Tân Minh. Trong những hoàn cảnh như thế nào thì mới trở thành hội viên, thành viên của hợp tác xã? Những hoàn cảnh của chị em thì có chị thì ly hôn, có chị thì chồng mất, thì có chị thì cũng tự nguyện sinh con, nó cũng nhiều hoàn cảnh. Và có chị thì cũng đứng một mình đến cũng không sinh con. Vâng.
Thế thì những cái hoàn cảnh đặc biệt như thế thì hội mình đã quan tâm như thế nào? Có chứ, đến các chị mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đi thì giúp đỡ về thứ nhất về tinh thần, động viên các chị, cái thứ hai nữa là về vật chất. Thì cũng có chị mà thiếu thốn về giống để sản xuất đi thì cũng hỗ trợ về giống, về chăn nuôi, thế về kỹ thuật. Thế cũng có chị các con mà đi học thì cũng cũng động viên các cháu về quần áo, sách vở. Hoàn cảnh của chị em đơn thân thì cũng là một vai hai gánh, vừa làm cha vừa làm mẹ, thì lo liệu làm sao mà để cho các con có một cuộc sống ăn học tốt, dạy các con ăn học tốt và trưởng thành. Cũng chị em trong theo tôi thì bản thân tôi nghĩ thì cũng như là các chị em khác, kể cả trong nước và ngoài nước, cũng có một hoàn cảnh như chúng tôi, thì cũng nghĩ làm sao mà tự mình vượt lên chính mình, hai nữa là cũng tự mình động viên mình để nuôi dạy con cái trưởng thành, và có một cái cũng là giảm bớt đi cái xóa đói giảm nghèo. Chị có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh của chị không? Tôi thì là Nguyễn Thị Hạnh, thì tôi cũng xây dựng năm 1981. Và tôi xây dựng thì tôi cũng lấy chồng cũng cùng làng thôi. Và sau đến năm 1982 thì chồng tôi đi lính và hết nghĩa vụ, thì đến năm trở về nhà thì nằm ruộng, thì đến năm 1985 thì tôi sinh con và cũng được một cháu trai, thì được 16 tháng tuổi thì cháu tôi cũng qua đời. Và tôi cũng đến bây giờ thì tôi cũng xây dựng cho cháu và cũng được hai cháu nội, một cháu trai và một cháu gái. Có nghĩa là câu chuyện cũng xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mà vì sao chị lại không nữa? Thì tôi cũng nghĩ là đi lấy chồng thì cũng chỉ là mong mỏi là có một đứa con rồi, bây giờ mình chồng chả còn, con có rồi thì cũng chỉ làm một niềm là nuôi, đứng dậy để nuôi con thôi. Con lớn thì chị cũng không nghĩ, lúc bây giờ cũng không nghĩ gì đến là mình đi lấy nữa. Cũng rất là nhiều hội viên ở trong tác xã phụ nữ đơn thân của mình, những nhan sắc rất mặn mà rất là giỏi giang, nhưng mà họ cũng vẫn chấp nhận cái cuộc sống đơn thân cho đến bây giờ, và hợp tác xã ra đời thì thực sự cũng là một cái chỗ dựa về tinh thần rất là lớn. Có nhiều những hoàn cảnh đặc biệt như chị hoặc hơn như chị nữa không ở trong hợp tác xã của mình ạ? Có chứ, cũng có chị thì đấy, tôi cũng vừa cũng trao đổi với chị là cũng có chị thì là chồng mất, mà cũng có chị là ly hôn, cũng có chị thì là cũng tuổi thì nó cũng quá thì nói thì là cũng tự mình sinh con là nuôi con. Thế nên là cũng nhiều hoàn cảnh lắm, cũng nhiều hoàn cảnh cũng khó khăn hơn tôi. Nói chung là đã là một người không tự mình một vai hai gánh, vừa làm cha làm mẹ thì nó vất vả về nhiều thứ, kể cả tinh thần vật chất, và nói chung là tôi tự mình vượt lên chính mình và tự mình để mình nuôi dạy các con để trưởng thành lên. Chị có cảm thấy khó khăn lắm không khi mà trong gia đình thiếu đi vai trò của người đàn ông? Tất nhiên là cũng khó khăn, những cái lúc mà như bản thân như tôi thì lúc con ốm đau thì như nếu như còn chồng ấy thì vợ chồng tâm sự trao đổi thế rồi bảo ban nhau, nhưng một mình thì con ốm thì mình đứng lên không có người ngồi, nên là mọi cái mình phải lo toan hết toàn bộ. Thế là những cái lúc mà cháy nắng dở dời hoặc là mình ốm đau đấy, nên là thôi thì chồng không còn nữa thì bây giờ nó là còn con thì mình là nguồn động viên lớn nhất của mình. Thế nên là bây giờ thì là có cháu nội nữa, nên là tôi cũng là cái nguyện vọng của tôi cũng là mãn nguyện rồi, cũng không có
cái gì mà phải là dù còn chồng hoặc là mất chồng thì cũng là già cháu và con là mình là nguồn động viên lớn của tôi. Xin được cảm ơn chị và chúc cho hợp tác xã của mình sẽ ngày càng lớn mạnh và có nhiều thành công. Vâng, em tôi xin cảm ơn chương trình đã quan tâm đến chị em phụ nữ chúng tôi.